Rồi, hello chào các bạn ạ. Để ngày hôm nay Linh báo có cái bài gì hay chia sẻ với các bạn ạ. Ngày hôm nay mình lên trang đầu tư tài chính Sài Gòn. Mình thấy có đăng một cái bài khá là hay các bạn, để mình chia sẻ với các bạn. Có cái tiêu đề là Big Bác khu đô thị 5.000 tỷ. Một cái khu đô thị 5.000 tỷ, có mấy trăm hecta, vị trí trắc địa rất là đẹp, 6 năm trời ròng rã, hiện bây giờ thi công dở dang. Thì qua cái bài này để cho chúng ta thấy được một lần nữa chính quyền địa phương của chúng ta cung cách làm ăn điều hành công việc nó như thế nào, mà để xảy ra một cái việc nó kéo dài dang dẳng, lãng phí biết bao nhiêu thời gian tài nguyên của đất nước. Khu đô thị du lịch văn hóa thể thao Hồ Phú Hòa có tổng vốn đầu tư là 5.000 tỷ đồng, diện tích hàng trăm hecta, đất ở vị trí trắc địa thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nhưng 6 năm qua vẫn dở dang. Hiện dự án đang phát sinh nhiều tồn tại trong thi công xây dựng, đồng thời hồ sơ pháp lý dự án chưa đầy đủ khiến các ngành chức năng Bình Định lúng túng xử lý. Các bạn thấy không? Đọc cái từ lúng túng là nói các bạn thấy nó buồn cười vô cùng. Luật pháp nó có đầy đủ hết trơn rồi chứ không có nổi gì đâu, lúng túng xử lý là nói bạn là có vấn đề hết trơn á. Bạc núi lấp hồ rồi để đó. Theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, những ngày đầu tháng 11 năm 2021, dự án khu đô thị Hồ Phú Hòa vẫn chỉ là một bãi đất hoang hóa rộng bạt ngàn. Quá trình thi công mặt bằng, doanh nghiệp huy động máy móc, trang thiết bị, san bạt đào cát sao vào chân và sườn núi Bà Hỏa. Người dân sống gần khu dự án phản ánh, doanh nghiệp đào phá chân sườn núi Bà Hỏa rồi bỏ hoang nên mùa mưa sạt lở, đất đá tràn vào nhà dân. Không chỉ bạt núi, dự án còn lấp diện tích Hồ Phú Hòa, nơi điều tiết nước và được mệnh danh là lá phổi của Quy Nhơn. Trời ơi trời, không nghĩ vì sao mà lại phê duyệt một cái dự án, một điều mà nó cực kỳ phi lý các bạn, quá phi lý. Một cái cảnh đẹp thiên nhiên như vậy là đi lấp. Dự án cũng gây gián đoạn ảnh hưởng đến hoạt động của các trụ sở cơ quan nhà nước lân cận. Tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài từ trong dự án vẫn dở dang, nên mùa nắng thì bụi bặm, mưa xuống thì lầy lội ngập nước, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Trung tâm Thanh Thiếu Niên Bình Định. Chưa đủ cơ sở pháp lý đã thi công, theo hồ sơ, dự án khu đô thị Hồ Phú Hòa có diện tích 324 ha, tổng vốn đầu tư là 5.000 tỷ đồng. Được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt quy hoạch 1/500 từ tháng 7 năm 2015, giao cho liên danh công ty cổ phần tập đoàn Phúc Lộc và Thành An triển khai. Tháng 11 năm 2018, tỉnh Bình Định cho tạm dừng dự án khu đô thị Hồ Phú Hòa để thanh toán hai dự án BT. Qua đó, Ban quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh chủ trì phối hợp với các bên liên quan để thực hiện hai dự án BT theo đúng quy định. Tuy nhiên, đến tháng 8 năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc chỉ ra một số bất cập sai phạm tại hai dự án BT của Hồ Phú Hòa. Trong đó, dù chưa có thiết kế bản vẽ thi công, biện pháp thi công và chưa có giấy phép xây dựng nhưng nhà đầu tư vẫn triển khai hai dự án. Ngoài ra, nhà đầu tư chưa làm thủ tục chuyển đổi 7,6 ha rừng phòng hộ thuộc hành lang an toàn lưới điện. Các bạn thấy không? Trời túc cái trời á. Như vậy là thành phố giao rảnh hai cái dự án BT là bao gồm là khu đô thị Hòa Phú, là gồm có đường Điện Biên Phủ này và nâng cấp hệ thống tưới tiêu hồ Hòa Phú. Nâng cấp đo tới lắp các cái hồ rồi nâng cấp gì nữa, chết rồi. Theo Ban quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định, về mặt quản lý nhà nước, đơn vị này thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh ký hợp đồng BT với công ty tập đoàn Phúc Lộc. Sau khi ký hợp đồng trong 3 tháng đến 1 năm, doanh nghiệp phải tự thuê đơn vị tư vấn lập và hoàn thiện hồ sơ tiếp tục thi công xây dựng để được thẩm định. Tuy nhiên, từ tháng 1 2016 đến nay, nhà đầu tư không làm theo quy định mà cố tình tự ý triển khai hai dự án BT và bị
thanh tra chính phủ tiết còi. Chị bó ta rồi, chính quyền nằm đau trời, chịu chết luôn á. Thanh tra chính phủ nằm xa lát ở ngồi nó biết đau. Anh chính quyền ở anh địa phương là anh gần nhất mà anh đã lơ là mất cảnh giác như vậy thì chết rồi. Mặc dù Ủy ban dân tỉnh Bình Định và các sở ban ngành này nhiều năm liền có văn bản đôn đốc chỉ đạo và chấn chỉnh nhưng doanh nghiệp vẫn chai ì không thực hiện. Thậm chí doanh nghiệp còn cho rằng đất đó của mình ngang chạng và tranh chấp với các dự án công trình địa phương đầu tư vào khu đô thị này. Ha, các bạn thấy vô lý hoàn toàn. Quá vô lý các bạn. Ở trời, doanh nghiệp mà coi chính quyền không ra chi trời. Thua bó tay chấm cơm rồi. Anh này cũng giận con trời này chứ không phải giận nào. Đến nay hợp đồng BT giữa công ty tập đoàn Phú Lộc, ban quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định đã hết hạn. Vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên ngành địa phương mời công ty cổ phần tập đoàn Phúc Lộc vào Bình Định để tìm giải pháp tháo gỡ khởi động lại dự án. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các bên vẫn chưa làm việc được với nhau. Hiện tại pháp lý đầu tư xây dựng của công ty cổ phần tập đoàn Phúc Lộc tại hai dự án BT ở Hồ Phú Hòa và khu đô thị du lịch văn hóa thể thao Hồ Phú Hòa vẫn chưa đầy đủ, chưa được giao đất, chưa được thủ tướng phê duyệt này. Mới đây ban nhân dân tỉnh Bình Định giao toàn bộ mặt bằng khu đô thị này cho Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn quản lý để ngăn chặn tình trạng nhà đầu tư lấn chiếm đất san ủi đào đất ở núi Bà Hỏa. Trà trà thua. Rất là vô lý các bạn. Cực kỳ vô lý luôn á. Quá sợ hở. Một dự án chưa được giao đất, chưa được phê duyệt mà triển khai ầm ầm như vậy. Nhưng rõ ràng là có cái chi đai chứ đâu phải mà tự nhiên ông trời cũng không dám làm nữa. Đó thì qua cái bài này mình có một vài ý chia sẻ với các bạn. Tư duy tầm nhìn của các vị lãnh đạo của chúng ta là có vấn đề hết đó các bạn. Phát triển đô thị như các bạn biết là nó phải gắn liền và hài hòa với thiên nhiên. Chúng ta can thiệp vào thiên nhiên quá nhiều, làm thay đổi thiên nhiên, ví dụ như là rừng, là núi, là sông, là hồ. Nó vừa là cảnh đẹp thiên nhiên trời cũng ban tặng cho, nhưng vừa là lá phổi, vừa là cái nơi điều hòa không khí cho một cái đô thị hoặc là thành phố. Như vậy mà chúng ta để lấp hồ, bạc núi, một điều cực kỳ phi lý các bạn. Bây giờ người ta không có điều kiện, không có sông, có hồ, có núi là người ta phải làm hồ nhân tạo, sông nhân tạo. Thậm chí tập đoàn Vingroup là người ta phải làm là biển nhân tạo. Người ta làm cái đó để làm cái gì các bạn? Để tăng thêm cái vẻ đẹp của một cái khu đô thị, mà đặc biệt hơn nữa là nó có tính điều hòa không khí. Ở đằng này chúng ta có rất là đẹp rồi, đã có sẵn rồi. Bây giờ chúng ta làm cho nó đẹp hơn nữa kia mới đúng. Lần này có cái hồ ngon lành lại để cho doanh nghiệp lắp đó. Còn núi thì để cho nó bạc vào tới trong này luôn thì chết rồi. Còn gì nữa các bạn thấy nó bạc vô tới đây rồi. Rồi bản vẽ thi công không có, giao đất cũng chưa. Sai phạm mình nói bạn là thuộc loại trầm trọng luôn. Vấn đề là câu chuyện là ai là người đứng sau lưng đó, chống lưng để cho doanh nghiệp làm. Có hết trơn nhưng phải tự nhiên mà liều lĩnh như vậy các bạn. Thậm chí không thèm làm việc với chính quyền nữa là biết là cỡ nào rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, chính quyền ở đây là cũng có vấn đề đó các bạn. Bây giờ sai phạm này thanh tra người ta đã vào rồi, sắp tới là chắc chắn là cũng phải quy trách nhiệm. Anh quản lý địa phương chắc chắn phải có. Anh thay mặt chính phủ, anh thay mặt địa phương anh quản lý. Nhưng mà quản lý không xong là có vấn đề để mà nói chuyện đó các bạn. Thiên nhiên là tài sản của đất nước, của dân, chứ không phải là của riêng ai hết. Không phải là của doanh nghiệp, cũng không phải cá nhân ai hết. Cái gì thiên nhiên có là phải giữ lại. Một lần nữa mình thấy tư duy tầm nhìn các vị lãnh đạo của chúng ta là có vấn đề hết các bạn. Luật là quy định rất rõ ràng là khi triển khai dự án là trình tự thủ tục như thế nào là có hết.
chứ đừng có nói ở đây đổ lỗi cho doanh nghiệp là không đúng đâu. Trước hết là phê duyệt quy hoạch 1/2000, rồi dần 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 đến 1/500, rồi có quyết định thu hồi đất, rồi giao đất như thế nào, rồi phương án bố trí tái định cư như thế nào, rồi đánh giá tác động môi trường. Mọi thứ nó có barem hết, lục nó có đầy đủ hết, vấn đề là có làm hay là không thôi. Bây giờ là thanh tra vào là lâu ra hàng loạt vấn đề, đặc biệt là cơ sở pháp lý thiếu trầm trọng. Đó, lần nữa chúng ta thấy kiến thức của những người làm công tác quy hoạch, những người làm quản lý đô thị là có vấn đề hết đấy các bạn. Rồi mà cuối năm nói các bạn là kiểm điểm phê bình là ảnh làm tốt cái trang á, anh nào cũng được hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ cái trang á. Đảng bộ thì ảnh cũng xuất sắc, chính quyền ảnh cũng xuất sắc, rồi cá nhân ảnh cũng xuất sắc, rồi cũng đề xuất nhận rất nhiều bằng khen. Nhưng mà đùng đùng là kiểm tra ra là toàn sai phạm hết. Như vậy là công tác điều hành của chúng ta là có vấn đề hết. Có vấn đề như vậy cho nên chúng ta để xảy ra rất là nhiều cái sai phạm, làm lãng phí tài nguyên quốc gia. Mấy kỳ mình chia sẻ với các bạn trường hợp mà xẻ đồi xẻ núi ở trên đồi Bảo Lộc rồi đó, thanh tra chính phủ cũng để vào cục rồi. Bây giờ cái vụ này vào cục nữa. Mình nói các bạn cái vụ này mà thanh tra chính phủ mà làm can lên chuyển sang cảnh sát điều tra là mình nói các bạn là cũng ra vấn đề ở trên đó. Một lần nữa các bạn thấy chính quyền của chúng ta xử lý thật là lúng túng, trình độ chuyên môn thật là yếu kém. Nhưng mà nói anh yếu kém là anh cũng đứng lên, anh cũng phản ứng. Có khi anh đi kiện cáo nữa chứ không vừa đâu các bạn ạ. Nó nằm ra trước mắt như vậy đó. Năng lực điều hành của những người lãnh đạo này nó như thế nào mà để cho doanh nghiệp nó cài, nó phá, nó ban, nó ủi như thế này. Hồ sơ chưa được phê duyệt mà nó bản bạc tù lưu ra thì chết rồi. Thanh tra chính phủ vào cục nói các bạn là sắp tới rồi sẽ có những cái kết luận, rồi những người nào liên quan đến cái dự án này thời gian tới mà không nỗ lực khắc phục những hậu quả thì luật pháp lúc đó nó sẽ rờ tới các bạn. Luật pháp bây giờ chúng ta rất là nghiêm các bạn, đặc biệt là những dự án không phải như ngày xưa ưng làm gì là làm đó các bạn ạ. Bây giờ thủ tục làm là phải trình tự đầy đủ, có hồ sơ pháp lý đầy đủ lúc đó ông mới xe pháo và ông làm, chứ không phải ngày xưa mới có cái công văn là ông xách xe xách pháo tới ông cài ông ban ngủ đâu, không có như vậy đâu. Bây giờ là phải lập lại trật tự kỷ cương phép nước, ông nào làm sai là cứ đưa ra luật pháp hết, đưa qua công an điều tra hết, xử lý theo quy định của luật pháp, chứ không có kiểm điểm rút kinh nghiệm như mấy năm nói các bạn không xi nhê xí nào ra á. Bây giờ luật nó quy định như vậy rồi mà ông nào làm sai là ông nói cái chịu trách nhiệm. Làm như vậy thì mọi thứ nó sẽ đi vào nền nếp. Có một thời gian quá dài chúng ta không có xử lý, cái gì cũng kiểm điểm rút kinh nghiệm, cho nên là sai phạm tràn lan đại hải từ Nam chí Bắc, từ trung ương cho đến địa phương. Bây giờ là đất nước phải sống bằng luật pháp, có như vậy là mới yên ổn được các bạn. Chứ mạnh ai nấy phá, mạnh ai nấy đào, mạnh ai nấy ủi, mạnh ai nấy lấp, đất nước còn cái gì các bạn. Vài năm sau nhìn lãng toàn hoang ấy trơn rồi. Rồi ngày nay mình có một cái bài nhỏ nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn.